Tiếp tục với sản phẩm ký gửi tại dự án Cát Tường Phú Sinh, hôm nay Linh sẽ giới thiệu với quý anh chị một nền đất diện tích 4 x 116 ở gần bên công viên Hoa Đăng đây quý anh chị, khu vực này nhé. Mình có khổ đất 4 x 116, đây là các lóc M1, M6 đây. Nó diện tích rất là vừa phải, khu vực này thì diện tích nhỏ. Nếu như quý anh chị có khổ tiền mà khoảng tầm 700-800 đổ lại thì mình có rất là ít sự lựa chọn ở trong khu vực này. Quý anh chị có thể mua M1, M6 hoặc là quý anh chị mua cái lóc M3 bên này, 412 bên này. Đấy, thì hiện nay cái khu bên này mình đang có một sản phẩm đó là diện tích 4 x 16, thì từ ở chỗ này quý anh chị đi di chuyển cũng rất là thuận tiện. Ở đây ở khu vực này mình có nền đất ở khu M6 đây quý anh chị. Đấy, quý anh chị có thể đi một vòng nó ra khu vực này là ra công viên Hoa Đăng này. Đấy, quý anh chị đi khoảng tầm chưa tới 100 m thì ra khu vực công viên bên này rồi. Đấy, hoặc là quý anh chị có thể đi mình có thể mình đi về cái hướng bên này quý anh chị. Đó, mình đi ra hướng đường trục chính TC5 đây. Đây quý anh chị đi đường TC5 này, ra chỗ này là công viên Khủng Long này. Đó, ngay khu này là công viên Khủng Long nha quý anh chị. Số 25 đây, công viên Khủng Long đây. Hoặc là quý anh chị đi khoảng tầm 500 m nữa là chúng ta ra hướng công viên Kỳ Quang. Đấy, đi ra hướng này là công viên Kỳ Quang này. Và khu vực này cũng rất là đông dân cư nha quý anh chị. Đây những cái khu như khu L4 này nè, hay là cái khu khu L4 này quý anh chị, hoặc là khu LM3, những khu là những khu nhà đã có sẵn và quanh đây cũng có rất là nhiều khu dân cư. Thì quý anh chị cùng Linh theo xem thực tế tại vị trí này nhé. Đó, khu vực là M6 này, diện tích 4 x 116 và giá bán cũng rất là mềm cho quý anh chị, với giá là 680 triệu, đủ bao phí, bao giấy tờ, bao sang tên cho quý anh chị ngay tại dự án Cát Tường Phú Sinh. Phía trước mặt chúng ta là công viên Á Đông, công viên Hoa Đăng quý anh chị. Đó là công viên bên này đây, Á Đông nghe gọi là công viên Hoa Đăng này, rất là lớn. Thì hiện nay Linh đang có một sản phẩm lóc đối diện của công viên và mặt sau nền diện tích 4 x 16 quý anh chị. Ngay chỗ mình đang đứng này. Và phía trước này là lóc M3 này, khu vực này nhà cửa xây rất là nhiều luôn nè. Và hiện nay cái khổ đất ở ngay vị trí này là một cái khổ đất tầm trung 4 x 16 quý anh chị, một khổ đất rất là vừa để quý anh chị xây nhà, rất là phù hợp cho quý anh chị với phân khúc khoảng tầm 1 tỷ muốn có vừa nhà vừa đất. Thì tại cái vị trí này đây, tại vị trí đây quý anh chị, từ cái cây sạc cừ đây quý anh chị đổ qua bên này là 4 m này, và chúng ta đi lui về phía sau là 16 m, diện tích 4 x 16, 64 m². Giá hiện nay đang bán là 680 triệu, nó cho nền này và chủ bao cho quý anh chị giấy tờ nhé, tức là bao giấy, bao sang tên cho quý anh chị, thế phí thì chủ sẽ đóng hết và làm giấy tờ cho quý anh chị. Đấy, còn khu vực này là dân cư cũng rất là đông quý anh chị, nhà ở đây cũng san sát với nhau nè. Nó như phía trước mặt của chúng ta nè, nó qua bên kia là nhà cửa có rất là nhiều, với một dãy nhà khách hàng xây. Đấy, nó thì ngay tại vị trí này, đó là một vị trí cũng rất là tốt và phù hợp cho quý anh chị mua về ở với một nền khoảng 658 thôi. Quý anh chị thêm khoảng tầm 300-350 nữa thì quý anh chị sẽ có được một căn nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, xây dựng rất là sạch sẽ và rất là thoáng. Đây vị trí đất của chúng ta lên chỉ lại nhé, từ phía chỗ cây đây quý anh chị, qua bên trái đây quý anh chị. Đó, thì nếu như quý anh chị xây cái nhà khoảng tầm 300-350 thì chúng ta sẽ có một số căn nhà tương tự như cái căn phía trước mặt chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ làm một trệt một lầu thôi. Chúng ta cái căn phía trước là hai lầu rồi quý anh chị, mình xây một trệt một lầu thôi, mẫu nó sẽ đẹp như thế này. Đó, và chúng ta sẽ xây dựng muốn đẹp thì chúng ta sẽ xây dựng ở tầng 1 chúng ta sẽ làm hai phòng ngủ, phía dưới là chúng ta làm sân phơi, làm bếp, làm phòng khách thì rất là đẹp. Còn quý anh chị mà có tầm tiền ít hơn, chúng ta có thể chọn giải pháp mình xây những căn nhà nhỏ hơn, ví dụ như những căn nhà như thế này quý anh chị, nó thì khoảng tầm 200 đổ lại thì quý anh chị cũng có thể xây dựng được một căn nhà như ý của mình rồi. Đó, như căn này cũng nằm trên cái khổ đất của chúng ta đây, tức là khổ 416 đây. Nó chúng ta xây dựng cái kích thước nó ngắn lại tí và xây dựng đơn cấu trúc đơn giản thì giá nó sẽ rẻ. Và đặc biệt ngay tại vị đất này,
rất là gần công viên ở phía trước nha quý anh chị. Đó thì công viên này chúng ta sẽ có cái nơi chúng ta vui chơi giải trí, chúng ta thể dục, chúng ta nghỉ ngơi và thư giãn những lúc chúng ta mệt mỏi. Đấy, và tại cái vị trí này hiện nay giá đất này là cái vị trí cũng rất là phù hợp cho quý anh chị mua về ở cũng như mua về để dành. Nếu quý anh chị quan tâm về vị đất ngay tại dự án ở Thiện Phúc Sinh này thì hãy liên hệ ngay cho Linh qua số điện thoại 0909 264 349. Linh sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị sản phẩm này. Rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.